Lời đầu cho em xin gửi tới này cho trân trọng đến toàn thể anh em chơi Auto trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng mọi sản phẩm của em trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là các bác đã thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube càng phát triển. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 3, em xin hạnh giới thiệu tiếp góc một chiếc đầu đĩa của hãng Đờ Lông với một em là DCD1550G. Ở đây là một chiếc đầu được sản xuất năm 1992 với giá xuất xưởng của nó là 79.800 yên, nó tương đương với khoảng độ 17 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Và giá bây giờ thì cũng rất là rẻ. Thì chiếc đầu này sở hữu size ngang là 47 cm, cả thai và gỗ đấy là 47. Chiều cao của nó là 12,2 cm và chiều sâu của nó là 32 cm. Chiếc đầu này nặng 7 kg. Đấy. Mặt phay nhôm màu vàng gôn ấy, rất là đẹp và sang trọng, có hai hồi gỗ này càng tôn thêm một cái nét đẹp rất là cổ điển. Đấy. Trước đầu này thì dùng mắt đọc của Soli 240 rất dễ thay thế và không kén đĩa. Và dùng hai con chip giải mã AD1861 cho ra chất âm của nó là 20 bit, rất là sạch sẽ, chi tiết và trong sáng. Đây là cái phần lắp này, các nút chọn bài ở phía dưới này. Đấy. Cái phần ngoại hình thì em quay chi tiết cho bác xem. Đây có một chút vết đây các bạn, một chút hơi vết đây. Đấy. Lông mèo thôi các bạn, rất là đẹp này, rất là đẹp. Hồi gỗ đây, ở gỗ đây có một cái vết nhẹ thôi này, còn lại rất là đẹp. Phần lắp lưng này rất là đẹp, lắp lưng nó là bằng hai miếng nhôm ghép lại các bác nhé, hai miếng nhôm dày. Đấy. Đàn em của 1650 mà là rất là đẹp. Đây. Model của nó là DCD1550G, điện 100V, công suất nó 17W. Serie máy của nó là 31115036600, được made in Japan, được cả sản xuất tại Nhật Bản đấy ạ. Thì đây nó có những cái vết cháy sức nhẹ nhé. Đấy. Thế sau thì trước đầu này đường Aranox ra được mạ vàng. Đấy, đây là đường cổng cu xoan ra và đây là đường cổng quang ra, màu đỏ là hoạt động bình thường. Đấy. Và đây thì em xin mở cái phần nội thất ra để các bạn được chiêm ngưỡng. Đây là phần nội thất của chiếc đầu này, nó còn rất là mới ạ. Đây là thành đỡ để cho nó được chắc chắn đấy, bỏ ra đấy. Tủ lọc Ella, các tủ lọc Ella cao cấp đấy ạ, to vật vã luôn đấy. Và đây dùng hai con chip giải mã châu Âu AD1861 đi các bạn, đây AD1861, đây AD1861 đấy. Máy móc thì zin nguyên bản, mắt đọc cũng zin theo máy luôn. Đấy, mắt đọc 240. Rất dễ thay thế, không kén đĩa. Đấy. Rất là đẹp. Phải không? Rồi, và sau đây thì em xin test cái phần mắt đọc cũng như các chức năng hoạt động của chiếc đầu này để cho bác được thưởng thức. Thì chiếc đầu này về tình trạng thì không có khiển kèm theo. Nếu bác nào mà có nhu cầu mua khiển nô thì 120.000, còn đâu là khiển là hàng bãi đấy, chứ không có khiển zin theo máy đâu, hàng bãi thì
là 350.000 một cái. Đấy. Em cho đọc đĩa phô lô nhé. Để xếp đấy ạ. Đã nhận bài. Thì em xin giới thiệu là em ở thành phố Thủ Đức, thuộc Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0907 223 269 ạ. Từng ngày đi dần tới.
hẹn hò với trời mới. Đời vẽ tóc em thật dài, rồi vẽ môi thơm nụ cười, từ đó thiên hạ vui tươi. Đời vẽ tim em lạ kỳ, tình có trong em nhiều mùa, từ đó thiên hạ quá yêu. Đời đã cho tôi ngậm ngùi, đời sẽ cho thêm ngọt bùi, đời sống chan hòa trong tôi. Đời đã cho tôi một ngày nhìn thấy gian manh loài người, từ đó tôi xin phép được dừng video test ở đây. Thì chiếc đầu này có chức năng chỉnh nhạc nhanh chậm nên vừa rồi em đã test để bác thấy rồi ạ. Đấy. Và giá của chiếc đầu này em bán với giá là 5 triệu đồng. Em bao ship toàn quốc cho bác nhé. Giá 5 triệu đồng. Em bao ship toàn quốc cho các bác. Khi chuyển đủ tiền, bên em thì không bán hàng ship COD, mong các bác thông cảm. Để số điện thoại của em là 0907 223269, em ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào, hẹn các bác ở video sau ạ.